Enjoy. For you. Ok, hello. Này hả? What's your name? For you, what's your name? This one's Diego. Hả? Diego. Diego, hello Diego. We are 12 years old. Murray, he's 12. Yeah. Buddy, hello buddy. Yeah, I love Rocky, yeah. Okay. Sit, please. Sit. Ok, thank you very much. Thank you, enjoy. Yeah, thank you. Enjoy. Bao nhiêu kia? Con gấu mà. Uống đó hả? Please for me do come back, okay? Okay. Thank you. Ngàn chiên nhá. Ngàn chiên bà. Cái tắm còn nó không xỉ đâu, có hề đâu. Chị phải hề cho mừng nó nè. Wow, chị tới rồi, đẹp thế nè. Wow, chưa là cái đại bàng đó hả? Wow, tuổi thế không? Ngày xưa nắng nè. Không sao mà. Bây giờ ở mua đi nè. Ok. Xưa nắng chẳng thiện cái gì cho nó xịt đó. Xưa nắng á. Bỏ dùng về mà bỏ nắng. Hồi xưa nắng mình cho bằng thủ công không đó hiệp sao bác. Bỏ máy móc ủ nữa mà kem chứ hiện đại đâu máy móc chờ so lần khởi đó nó đang cho bằng thủ công không đó chứ hồi xưa đó hồi xưa nắng khén cái xí nó wow chân tạng người ta kỳ dinh khí luôn đó đó hay rồi thôi phát cái ạc ha nhờ sao nắng mới cho ủ ba sao khung cảnh vậy đẹp đó hồi xưa đang khai thác đây à. Cảm ơn mấy chú hồi xưa nè. Nhờ mấy chú lớn tuổi hồi xưa đó, rất là giỏi luôn, làm bằng thủ công không à. Khai thác là xây dựng rồi đó. Đó được khung cảnh bây giờ rất là đẹp. Hồi xưa phim trắng đen đấy à. Đẹp ha. Hồi xưa nắng khén thì cho hay lắm. Cho bằng sức cái lá không đó chứ đâu có mà tiện nghi dạng chế hệ mấy. Wow, đẹp đấy không? Chứ giờ không cho dạng diễm bảo tàng ha. Bảo tàng á. Đó, y hệ ba số trên xe thì rất là đẹp chứ.
Đẹp quá. Trời ơi, quá. Cái rùa nè. Tắt. Tắt. Cái rùa nè. Wow, cái rùa cũng đẹp lắm nè. Xã ơi. Tôi đâu? Ok. Một ngàn chín trăm đó, wow. Cái xìa là 1900 nè. Lịch sử. Đẹp ha. Đâu, cái này. Ồ, hello, hello. Yeah. Baby O, me do baby O, yeah.
mang còn sốt sờ hả? Sốt. Ừ. Đồ chua này sao? Lọ mía có lọ xôi, cái hành tím. Mango, pepper, onion. Ừ. Hành tím, sang, hành sang, hành xôi. Lọ xin cà kia, chanh, nửa trái. Xay mình có gì? Lọ xay mình sốt, có gì? Em mến chào các anh chị và các bạn, các em, các cháu và cô chú. Hello my friend Yannick. Cháu Rosie bữa nay làm cái gỏi đồ chua này rất là ngon. Các anh chị, các bạn, các em, các cháu, cho một trái xoài sắc vô với lại như ngò gí, là hành xui với lại hành tím đỏ, như ớt chuông đỏ với lại cái ớt xanh nhỏ đó. Ớt xanh nhỏ, ớt xanh nhỏ mà của ăn giòn giòn đó, nó không đó, rồi trộn vô rồi để nửa trái chanh thôi.